Sau khi Yasuo bị khai tử vì quá mạnh ở PBE thì các bạn nghĩ là True Damage không còn hấp dẫn nữa. Thế thì chắc là do bạn chưa thử Senna Carry rồi. Xin chào các bạn, đây là series chơi cờ với nắng. Các bạn không nghe nhầm đâu, con tướng hai vàng mang tộc hệ True Damage và liên xạ có thể trở thành vị tướng Carry cho bạn leo rank đấy. Senna với kỹ năng tiếng ổn thất thanh sẽ bắn một luồng âm thanh vào vị trí của mục tiêu. Nó phát ra súng 3 lần và gây sát thương phép lên kẻ địch trong phạm vi 1 ô. Với cơ chế siêu sao thì việc dắt vàng Senna rất là dễ dàng và sẽ nâng tầm khả năng gây sát thương của vị tướng này lên đáng kể đấy. Đầu mùa thì các giáo slow roll vẫn luôn được Riot ưa chuộng, nên là các bạn cứ yên tâm là bài mạnh tin chuẩn nha. Trước khi vào trận đấu thì các bạn đừng quên like video ủng hộ mình nhé. Cổng dịch chuyển của chúng ta hôm nay khá là quen thuộc vì cũng đã xuất hiện một vài lần ở những video trước rồi. Đúng vậy. Tất cả người chơi sẽ khởi đầu với một tướng ba vàng và của mình là Amumu. Đồ khởi đầu số 3 rau quái của mình là một giáp, một gậy và một găng. Lõi công nghệ vàng mở màn cho trận đấu ngày hôm nay với khỏe mạnh kép sẽ được loại đầu tiên. Ủa gì chưa có bài đấu meta nào sử dụng tốt cái lõi này cả. Sống vì hiểm nguy sẽ được lựa chọn nếu như mà mình hướng đến bài đấu Riven, nên là cũng loại nốt. Good. Vì hôm nay sân khấu là của Senna. Với việc ở vòng 1.3 có hai Senna tự ra từ ra quái và cửa hàng có vé trúng thưởng thì đây sẽ là sự lựa chọn hợp lý để mình hướng tới Senna 3 sao sớm nhất có thể. Không quên là roll hai cái lõi còn lại cho đỡ phí. Lúc đây hai đấy. Kèm nên lên 2 sao sau khi mình chọn lõi xong, up level 4 và cho thêm một con Senna vào sân. Crit phép được lắp cho Senna và thêm một mảnh giáp cho Kennen để kích hoạt hiệu ứng hào nhoáng cho tướng True Damage. Mọi người nhớ là để ý tiểu tiết này nha. Đối thủ đầu tiên mình gặp với ban Disco kẹp lắc có lõi giao điện static. Combat khá căng thẳng giữa hai bên và thất bại một chết cho bài đấu của mình. Senna lên 2 ở vòng 2.2, mình cho thêm Jinx vào sân kích liên xạ. Không quên roll free một cái nhưng mà không ra thêm con tướng nào cần thiết. Đối thủ thứ hai với phong bài 4 vệ binh kẹp lắc không có đam. Mình đấm ông này 4 chết nhớ đời luôn. Tiếp tục được roll free ở vòng 2.3 nhưng mà không ra cái gì cả. Đối thủ mình gặp đang chơi Hustle kẹp Kata cầm đồ. Ông này khá hơn ông lúc nãy, đép được một chết trước bài đấu của mình. Đi chợ sau cùng nên cũng không hy vọng gì nhiều. Mình lấy về đai máu 2 tiền để lắp giáp lửa cho Kennen. Điều quan trọng hơn đồ chính là Senna siêu sao liên xạ xuất hiện trong cửa ngay khi mình level 4. Hơi tiếc một xíu, nếu như mà Senna siêu sao True Damage sẽ tốt hơn vì mình có thể tiến tới mốc 6 một cách nhanh hơn. Tuy nhiên là game cho gì chơi nấy chứ đòi hỏi làm sao được, đúng không ạ? Bắt nó về thay vào chỗ của Jinx, không cần up level 5 vẫn thắng được nhà Pentakill nhiều một sao ở vòng 2.5. Là gì đấy? Tiếp tục thắng đậm trước nhà bắt Kassate siêu sao Hustle, nhưng mà chưa có ba Hustle đam thì toàn một sao để mình được thắp lửa lên lần đầu tiên trong trận đấu này. Vé trúng thưởng cho mình roll tận 5 lượt ngay ở round đá, nhưng tiếc là chỉ bắt được thêm Yasuo và Kennen tí thay đồ chứ không ra thêm con Senna nào cả. Một kháng phép và khá tiền để mình tích đủ 30 tiền là qua sau khi đập đá. Bắt Nico thay vào chỗ Amumu để chút nữa kích mốc 3 fan cứng cho dễ. Tròn 40 tiền bài cũng ổn nên là mình không vội vàng up 6. Đối thủ mình gặp ở vòng này cũng đang hướng bài Disco nhưng mà hiện tại toàn 1 sao nên là cộng 1 chiến thắng cho nắng. Lõi công nghệ thứ hai là lõi bạc, lắp đồ hết rồi nên là cũng chả cần hộp Pandora mặc dù vẫn ok. Tiếp tế trang bị lấy ở đầu game vòng 2.1 chắc là sẽ ổn, chứ giờ lấy đồ ra xấu thì hỏng bét. Roll cả hai đi thì thấy trên đã phát triển cũng không cần nốt. Xây dựng đội hình thì đợi hơi lâu nên là mình cũng loại luôn. Vì mình đã giữ lại xúc sắc vô tận, đằng nào thì mình cũng chuẩn bị lên 6 ở vòng này và roll luôn Senna 3 lấy về lõi này Snowball là hợp lý. Chọn lõi xong thì mình up 6 roll mạnh mà xuống 20 tiền chỉ thêm được đúng một con Senna. Đúng là chọn lõi lý thuyết là hay nhưng mà thực tế thì như cũng may là đối thủ ở vòng này đang eco với chiếc lõi khổ trước sướng sau nên là mình vẫn giữ lại được chuyện 6. Nico lên 2 sao, tiếp tục roll thì bắt được đôi Echo, cho vào sân đổi lại giáp lửa cho nó cầm. Cho Gna vào dây cuối thay Yasuo lấy thêm đồ cho Senna siêu sao. Gặp lại đối thủ đang cháy hừng hực với bài Disco ở 2.1. Tank của đối thủ là có với rất nhiều 2 sao, chỉ tiếc là đam hơi ít. Thậm chí là ông này còn có tới tận 8 con Gragas rồi. Hai Senna team mình thay nhau bắn rỉa để dập lửa cho cái ông này. Nhặt về đai máu ở vòng đi chợ để tí lắp thêm đồ cho Senna là đẹp. Hơi vội nên vừa đi chợ về mình roll mạnh tìm kiếm Senna 3 luôn vì đã có 7 con rồi. Roll rất nhiều nhưng mà chỉ update được Echo 2 sao. Bán đi các tướng trên sân sau chiến thắng nhà Modern Pentakill để hold lại 30 tiền. Vừa chiến thắng trước đấy xong, game cho roll free tiếp nhờ lõi vé trúng thưởng. Như đang mắc cho mình là phải roll đi để bắt Senna 3 ngay ở round này. Mình roll mạnh số còn 20 tiền thì Senna lên 3 thật. Tự tin chiến thắng tiếp tục để nâng cái chuỗi lên con số 9. Trước nhà Hustle đã có SU cầm đồ.
thấy Eco có vẻ cống hiến nên là mình cũng bắt về được 5 con rồi. Sau đó thì 5 con sói trả cho mình 2 găng và một kháng phép. Chùy xuyên phá được lắp cho Senna là món đồ cuối để thì đánh với mấy nhà có giáp ảo. Vuốt rồng tối Unos cho Eco, tanh cho cứng để mình còn tiếp tục lên cấp. Yasuo cũng được cầm găng để kích hoạt hiệu ứng hào nhoáng. Đối thủ với bài đấu KDA chưa roll đang ở level 7 50 tiền. Nên là cộng chiến thắng thứ 10 và dở hàng cho nắng nhé. Kết cho vòng cho lõi bằng một chiếc lõi vàng, hình nộm va chạm cũng khá là ok, giúp mình thêm tanh và cả khống chế. Thuật sư thiện chiến là cuối nhất nên là mình roll trước, ra luôn chiếc lõi dành riêng cho các tứ chu damage là hào nhoáng. Đúng với cái tên, nó làm lu mờ các lõi khác khiến mình phải chọn nó luôn. Đẩy mạnh tiến độ trận đấu bằng cách lên cấp luôn để tiếp tục update đội hình. Roll xuống 20 tiền mình thêm được một con Eco 2, Lilia thay vào chỗ Gna cộng với Kai'Sa vào sân để kích mốc 3 KDA cho team. Ông lấy lõi tuyệt sắc cứ tưởng là đánh Disco Street of Fate nhưng mà không, ổng đánh bạc. Bài đấu quá thiếu tanh, hay đúng hơn là do team mình hiện tại đang quá nhiều. Eco tiếp tục ra để con thứ 6, roll free thì mình bắt được Eco thứ 7. Chia buồn cùng người anh em cũng chơi slow roll 2 tiền là Kata, vì giờ này vẫn chưa lên được 3 sao. Mình xin chiến thắng thứ 12 nhé. Có Eco ở chợ nhưng mà đã bị cướp mất, mình lấy về kháng phép để tí lắp giảm kháng cho team. Tỷ số là 2-1 cho nhà Disco đầu trận đấm mình, vì round này ông ý đã roll cạn ở 8, bắt được Zeke 2. Mặc dù là Street of Fate vẫn 1 sao, Gragas 3 cũng đã chống chịu rất nhiều lượng đam từ team mình. Chính thức mất chuỗi 12. Tiếp tục ăn đấm thêm một phát trước nhà Modern Pentakill kẹp fan cứng. Dễ hiểu là bài họ đã tiêu tiền update bài, còn mình thì chỉ nhấn lên cấp, vẫn còn 77 máu, thong thả thôi. 4 mảnh đồ rơi ra cùng một chiếc xẻng ở round chim đã giúp mình lắp luôn được ấn chuỗi damage để hướng tới mốc 6, ấn cho tạm Kai'Sa, nỏ xét cho Eco và băng giáp cho Kennen. Tiếp tục để thua một chết trước nhà đồng quê level 8, bài họ khá là nhiều chết nên là Senna hơi mất thời gian để clear. Akali cũng đã xuất hiện ở vòng 5.2, lên level 8 cho nó vào sân kích mốc 6 của True Damage. Công nhận là ông Hustle này lì đòn. Từ lúc level 6 có đôi SU, đến giờ level 9 rồi mà vẫn chưa roll được SU 2 sao. Điểm yếu lộ rõ là thiếu đam, nên mình dễ dàng có được chiến thắng. Gặp lại nhà Modder 3 sao Pentakill fan cứng lúc nãy, update được mốc 6 của True Damage đã đảm bảo được lượng đam đầu ra của Senna cùng truy xuyên phá counter là đủ để dứt điểm đi Modder. Cá thớt không có đủ mana, bất lực nhìn Modder chết, mà bản thân chỉ ra được skill một lần nên là không clear được thêm ai. Ông này dừng chân ở top 6. Đi chợ con ra để promo thêm đam cho team, vì bài mình cũng khá khá nhiều hệ, nhưng mà có ấn True Damage nên là thôi, lấy luôn, về đánh cho dễ kẹp 5 tiền. Top 4 cũng đã có chủ đây rồi. Round này mình đối đầu với nhà Kata cuồng nhiệt. Ông này đã update đủ 3 sao cho Kata, cộng với Z2, 3 đồ, chỉ tiếc là xếp hơi mạo hiểm khi mà để Kata ngay trước mặt carry team mình mà tanh hơi yếu. Tam Ken cùng với Evelyn gục ngã quá sớm, làm cho Kata bị Eco và Senna team mình focus vào. Z cũng chỉ phụ thêm được tí đam rồi gục ngã. Samira và Ugot kích hệ cũng chịu thua trước Senna và Kai'Sa team mình. Ông này chính là chủ nhân của cái top 4 đấy. Để thua nhà Samira Ugot đồng quê, còn Ugot đấu sĩ của ông này quá trâu, làm mình còn lại 59 máu. Eco tự lên 3, up luôn level 9 vì mình đã lên dần được nửa cây trước đấy rồi. Mình thêm Miss Fulton vào sân kích ra, Akali thay vào chỗ Yasuo cầm thêm diệt khổng lồ, vừa săn được ở round rồng ngàn tuổi. Gặp bóng nhà Disco ở round này nên là chiến thắng khá dễ dàng. Nhà đồng quê thì để thua nhà Disco và còn lại 5 máu. Roll tiếp để update nốt Akali 2 sao, máy nhân bản cũng được dùng cho Miss Fulton lên 2. Sức chống chịu của Eco 3 sao có vuốt rồng là vô cùng khó chịu, khiến cho chuyện được phép team bạn dù có giao điện vẫn không thể bắn vào máu được Eco team mình. Senna đằng sau thỏa sức bắn vào gây đam, mình chiến thắng 7 chết. Nhà đồng quê cũng dừng chân ở top 3 khi mà để thua bóng của bài mình. Đánh kỹ càng chia đường top 1 của đối thủ, mình tiếp tục roll và ôm lại luôn hai con chiếc lập phép. Bài ông kia thì mắc update nên là gần như không thể giành lấy top 1 từ tay mình. Combat ở vòng 6.3 khác một chút khi mà đối thủ xếp Dress kéo đầu Senna team mình. Dù vậy thì Eco vẫn sừng sững trước mặt chiếc lập phép nên là ông này vẫn thua bá chết. Không có đồ ngon ở chợ nên mình nhặt giao điện cho Lucian cho vui. Nhìn cảnh đối thủ bất lực khi mà cứ đổi đi đổi lại bài đấu nhưng mà vẫn không thể thắng được bài của mình thật là sung sướng. Bởi vì đây cũng là cảm giác của mình ở những buổi stream nên là mình hiểu mà. Mình chỉ cần xếp Eco trước mặt Street of Fate là xong, mặc cho Senna có bị kéo. 6.5 mình đấm ông này còn lại 11 máu với 7 chết. Hết đổi sang phải rồi lại đổi sang trái. Team bạn bất lực vì lý do là đội hình của ông này yếu hơn. Top 1 không thể đẹp hơn, dành cho ai nhờ. Tổng kết thì Senna là một bài reroll level 6 khá là dễ chơi.
siêu sao sẽ ưu tiên Senna True Damage hơn là Senna siêu sao liên xạ. Bài này thì cứ kẹp full True Damage và 3 phân cứng để lấy số zin cho Senna. Đồ còn lại thì sẽ là crit phép, quyền trượng hoặc là các đồ phép khác tùy tình huống. Mình recommend lấy chùy xuyên phá vì các bài meta như là Modern Pentakill, Miss Fortune Ra, Disco Trade Fate đều có tanh tạo lá chắn. Nếu có các lõi roll hoặc là tiền để hướng tới Senna 3 càng sớm thì càng tốt, vì cơ bản là hệ True Damage cũng khá là nhiều đam rồi. Chúc bạn leo rank vui vẻ, cảm ơn vì đã xem hết video và like cho mình. Bye bye!